Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh Thế giới trong ngày. Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày 18 tháng 6, Hà Nội nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông. Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C như như Xuân Thanh Hóa 39.1 độ C, đô lương Nghệ An 40.3 độ C, Hương Khê Hà Tĩnh 40.6 độ C, Ba Đồn Quảng Bình 39.2 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến ở mức 45 đến 55%. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Mai Châu, Hòa Bình 38.5 độ C, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên 38.5 độ C, thành phố Nam Định, Nam Định 38.6 độ C, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình 39.1 độ C, độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 55%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 45 đến 50%. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Bình Định đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp phổ biến ở mức 50 đến 55%. Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Còn bây giờ, như thường lệ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại Việt Nam và thế giới. Thánh địa Mecca nóng 47 độ C, ít nhất 19 người hành hương thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Jordan cho biết, Ít nhất 14 người hành hương Jordan đã thiệt mạng trong chuyến hành hương Haf ở Ả Rập Xê Út khi nhiệt độ ở vương quốc này tăng lên ngưỡng gần 50 độ C. Họ cho hay các công dân nước này đã chết sau khi bị say nắng do nắng nóng cực độ và họ đã phối hợp với chính quyền Ả Rập Xê Út để chôn cất những người chết hoặc chuyển thi thể nạn nhân về Jordan. Trong khi đó, người đứng đầu tổ chức răng lưỡi liềm đỏ Iran, Per Hossein Polivan, cho biết cho đến nay, 5 người hành hương Iran đã thiệt mạng ở Mecca và Medina trong lễ hành hương Haf năm nay. Mohamed al Adulari, người phát ngôn của Bộ Y tế Ả Rập Xê Út, nói với các phóng viên rằng chỉ riêng ngày 16 tháng 6 đã có hơn 2.760 người hành hương bị say nắng và sốc nhiệt. Ả Rập Xê Út chưa cung cấp thông tin về số người tử vong. Nắng nóng lên tới 47 độ C ở Mecca vào cuối tuần qua và được dự đoán tiếp tục tăng vào hôm nay. Thành phố Mecca tại Ả Rập Xê Út được xem là thủ đô tinh thần của người Hồi giáo khắp thế giới. Hàng năm, khoảng 2 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi đổ về đây trong cuộc hành hương thường niên Hajj. Theo quy định của đạo hồi, các tín đồ khỏe mạnh bắt buộc phải thực hiện cuộc hành hương về thánh địa Mecca ít nhất một lần trong đời. Ả Rập Xê Út đã thực hiện các biện pháp giúp người hành hương, nhưng các vụ dẫm đạp, cháy lều, nắng nóng và các yếu tố khác đã khiến hàng trăm người thiệt mạng tại sự kiện này trong 30 năm qua. Nhiều nghi lễ được thực hiện ngoài trời và đi bộ tạo ra nhiều thách thức, đặc biệt là ở người cao tuổi. Nhiệt độ đã vượt quá 40 độ C trong thời gian diễn ra cuộc hành hương. Hàng chục tấn sầu riêng rụng do dông lốc, nhiều nông dân trắng tay. Ngày 17 tháng 6, ông Phạm Trung Đông, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Roman, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết địa phương đang thống kê sản lượng sầu riêng rụng trái, cao su bị gãy đổ trong đợt dông lốc xảy ra tối 15 tháng 6. Theo ông Đông, tối 15 tháng 6, một trận dông lốc càng quét qua địa phận xã Đắc Rồi khiến 10 hecta cây trồng của hàng chục hộ dân bị thiệt hại nặng. Qua thống kê sơ bộ, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rồi ghi nhận có hơn 20 tấn sầu riêng rụng trái. Ngoài ra, có khoảng 700 cây cao su của người dân hai thôn Tân An và Tân Phương bị gãy đổ, bật gốc do dông lốc. Sau khi ghi nhận thiệt hại do dông lốc, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rồi đã cử lực lượng đến hỗ trợ giúp người dân thu gom sầu riêng rụng, dọn dẹp vườn rẫy. Khi thống kê xong số lượng thiệt hại, chúng tôi sẽ báo cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa để cấp trên xem xét có hướng hỗ trợ bà con, ông Đông nói. Theo ông Nguyễn Thanh Thông, ngụ thôn Tân Phương xã Đắk Roman, trận dông lốc hôm vừa rồi khiến vườn sầu riêng của gia đình ông bị rụng khoảng 3 tấn trái. Năm nay coi như trắng tay, hiện tôi và bà con đã thu gom gần xong số sầu riêng rụng chúng tôi sẽ liên hệ thương lái để bán số sầu riêng bị rụng, vớt phát lại chút vốn liếng, ông Thông nói. Dự báo thời tiết ngày và đêm 18 tháng 6 năm 2024, Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và rông, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ phía tây bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng hòa bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và sông, gió nhẹ. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Hòa Bình 37 đến 39 độ và Lai Châu đến Biên Sơn La 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực đồng bằng 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng miền Tây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản ở nhiều địa phương. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chỉ trong 3 ngày, từ ngày 14 đến 16 tháng 6, mưa lớn và mưa đá kèm rông lốc đã làm hai người thiệt mạng, gây nhiều thiệt hại về tài sản ở các địa phương. Tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 6 tại Cần Thơ, mưa lớn kèm theo mưa đá đã làm một người chết do sập nhà. Ngoài ra địa phương còn hơn 40 căn nhà bị sập hoàn toàn và tốc mái, khoảng 300 cây thành nhãn bị đổ, ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Mưa đá và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng là một người chết do nước cuốn trôi, hai căn nhà và một cư xá tại thành phố Tân Uyên bị tốc mái, hàng chục hecta lúa, hoa màu bị ngập úng, nhiều cây xanh đô thị bị gãy đổ và một đường dây điện bị đứt. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 180 triệu đồng. Một số tuyến đường ngập úng sâu như ngã ba cống đường Thích Quảng Đức, đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ quán Hàng Dừa tới Cầu Trắng, vòng xoay Võ Văn Kiệt. Tương tự ở tỉnh Bình Phước, Mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua các xã thị trấn ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Trong đó, tại xã Nghĩa Trung, lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn hai căn nhà, gãy đổ nhiều cây trồng. Trên địa bàn xã Đức Liễu, mưa lớn kèm rông lốc và lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà. Tại một số địa phương khác như tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã làm nhiều cây xanh bị đổ, tập trung ở đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Pasteur, đường Lý Thái Tổ, nhiều tuyến đường ngập cục bộ như đường Lê Lai, đường Lê Thánh Tôn và các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Bến Thành làm việc đi lại khó khăn. Thống kê tại các tỉnh Gia Lai, Tiền Giang, dòng lốc đã làm trụ căn nhà sập đổ, tốc mái. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!